Anh ơi, em đủ chỉ tiêu rồi. Em đoán em có 10 cái bao này nè. Anh chốt phương án đi sớm đi, không là ấy đấy. Bây giờ em đi giặt là đây. Đây, sắp đến rồi. Sắp đến rồi, đợt tiệm giật 3 giây đâu, tiệm giật 3 giây đâu. Có 159 đâu. Đâu? 159 đâu, một đây là 169. Đây, giật sấy đây. Trường đâu? Quay giúp anh, mày quay cho anh nhá. Mày không phải làm gì cả, anh xử cho. Rất là đi theo anh luôn. Đi theo anh. Thì anh có đồ mới, cho nên là đồ mới thì tôi chắc là không cần đấy. Quay cho anh cái túi đồ luôn nhé Trường. Dạ. Anh đang chờ thêm mấy đội mà phải không? Hả? Anh đang chờ thêm mấy đội nữa phải không? Đúng rồi. Nhưng mà tại là không ngờ quận 5 được nhiều như thế này, đâm ra là nó vượt quá cái suy nghĩ của mình. Không, nếu mà từ... Rồi. Cứ bấm quay cho anh. Rồi, đang quay bình thường. Bây giờ hãy giúp. Cơ ngơi của đây là cơ ngơi của Diệp Ngọc Vũ Minh. Đấy, giờ thống nhất là bây giờ đi từ thiện thì giặt xong rồi sẽ mình sẽ vô cái bao. Trường lại giúp tiếp. Tôi sẽ vô cho một cái giống như bộ đồ mới giống như thế này. Ừ. Trường vào giúp anh cái đó Trường ơi. Để giặt xong rồi sẽ vô đồ rồi. Cái này là mới cống luôn, tôi nghĩ không cần. Ừ. Mới cống luôn cho cái này của anh Thanh Đình Kinh. Thế thì Minh để nguyên đi Minh ơi. Trường vào đây giúp anh. Sau đi. Thì coi cái đó cho nó có bằng chứng. Thì không có cái đồ của bé gì đó. Diễm hả? Diễm. Ok, Diễm ơi, thank you. Lấy luôn không à? Lấy không con mà đây luôn. Lấy từng đồ của mấy Diễm. Cái này là cắt ra hay là ấy cũng đổi kiếm nhiều đồ đông thế hả? Đổi kiếm đồ đông. Nhưng mà thế đồ này con gái mấy cô mấy bác mà. Ủa bây giờ có mấy tiệm rồi? Hả? Đang gọc mà. Cái à? Quay thêm cho anh cái này là của đội anh em Silas cũ này. Thời thi đấu với Minh này, Diễm Tâm à? Diễm Tâm. Diễm Tâm như không? Diễm bé gì nữa ta, bên chị của Diễm ta. Ơ chị của bé Tâm nè. Con bé gì giờ đi Úc rồi nhờ. Tự nhiên nói quên tên. À. Bữa nhiên nó cũng mới đến bên bảo là chuyển qua. Đây những thứ mà nhắm tới này. Này của Tinh Võ này, 7 năm
cái này của thành phố Hồ Chí Minh này, cái này thì đặt chủng rồi. Bếp Huyền. Huyền biết là từ 2014. Cái đồ này thì hơi ngoài luồng xíu bởi vì là chiến dịch là xin cái đồ này nè, chứ không phải xin đồ này khó kén lắm, nhưng mà thôi lỡ mà bây giờ có nghĩa mình lại từ chối. Còn đa phần nó sẽ là đồ như thế này, đồ thể thao này. Anh em mặc phát là dính liền, kể cả thằng gầy mà mặc đồ lớn cũng chả sao, vì cái cốt lõi của cái đồ này là giữ ấm. Minh ơi, chắc là xử lý tiếp mấy cái bộ này trước. Đúng rồi, xử lý thì bây giờ sẽ xử lý xong rồi là chân này xử lý xong rồi sẽ là đưa vô giống y chang đồ mới. Ok. Mình bỏ vào đồ mới cho anh ta giống đồ mới luôn. Nhà thí dụ trăm bộ khoảng bao nhiêu cân? Trăm bộ hả? Khoảng đi. Đây. Bekan Silat chuẩn chưa? Cái này là của quân 5 à? Quân 5 luôn. Đó, nên cái này là anh em nhắm tới bởi vì là mấy cái bộ này mà rất là dễ. Đỡ này, chứ không đi từ thiện mà cứ váy với cả là giày cao gót là cực ha. Đồ cũ luôn này. Không phải đồ mới đâu. Không sao. Giờ mình nó sẽ hỗ trợ cho cái phần đấy. Đây. Đọc ra nha. Đúng ý này. Rồi cái khô đọc ra đồ lấy đao riêng, đồ ờ, đồ dân sự. Đồ như đồ dân sinh riêng. Riêng. Đó vậy. Ok. Đấy. Nếu mà bây giờ đồ dân sinh này tôi sẽ bọc vô giống như bên đồ hấp nha. Ừ. Còn đồ này thì mình xếp vô từng áo cho nó đẹp. Ừ. Okay. Anh Tú anh ấy nói là có đồ lô sư rồng mà chưa mặc tí nào. Thế đâm ra là cũng không cần phải làm nữa. Sẽ như cái đồ này. Ừ. Đồ đó mình giờ ra luôn chưa? Hay là ấy? Ừ, giờ mở luôn cũng được. Giờ xong rồi là tại cũng quay xong rồi để cho mọi người hiểu ý nhá. Đồ kia thì sang qua tôi đủ túi tôi để vô đồ mới luôn, thành bao mới luôn. Kéo kìa. Kéo nào? Không cần giữ túi à? Hả? Túi này nhiều quá thì. Túi này nhiều. Đây là sư dòng chắc luôn. Màu mè của này. Không, hay đầu Silat. À Silat à? Ủa Silat tuần nào đấy? Silat trẻ của quần 5 hay sao á? Quần 5 nè, áo nè. Đúng bài luôn. Đó, còn cái này nè. Đây là của quần 5 không ạ? Ờ, cái này của quần 5 rồi đấy. Còn chưa lấy của anh Lễ bên ấy. À, này cũng... số đồ mới nè. Này hơi kém. Mới à? Ai? Đồ mới này. Đồ thể thao này đúng bài luôn, khỏi cần kiểm luôn thì pháp biết là ấy nè. Vậy những cái đồ nào mới đang tôi sẽ bọc qua cho ông trở về luôn. Ok. Cho nó gọn để xử lý mấy kia, mấy hàng đồ mới nè. Nó bọc vô cái chèn luôn. Đây, đá kia đi. Mới này, cái lô này mới này. Áo này cũng cứ tính luôn đi hả? Hả? Áo này tính luôn đi hả? Mình cứ dọn ngay cái đồ dân sinh, cái đồ thể thao á, áo không thể thao để xử lý. Rồi. Chứ còn không mà loại đó. Ôi, đây rồi. Mới cho mọi người xem ghê nhỉ, Silat quận 5 mạnh ghê, nhiều mẫu ghê. Silat tiếp nó mới này à, nó mới Silat à. Này là cũng cái gì mai gô má bay lô bị tay luôn. Ấm lại. Đó, cái này là gân sinh. Gân sinh. Này của các bà, các mẹ này, chắc chắn luôn. Ông nào cũng như vậy. Thôi cũng vui. Có xin đồ. Là gom bên chỗ bên đường Nguyễn Huyền chưa? Đây, cái này mới quận 5 rồi. Mới quận 5 thì. Mới quận 5 nói gì? Là đã thấy quá tải rồi, thì tại nghĩ là thằng ông Gia Phong nó chụp cho được cái túi này, mình bảo chắc ít được hai túi này, chắc ông chuyển qua bên
đi đường tàu á, đi đường tàu á, đóng kiện rồi hàng tàu ra nó đẻ. Quần có tính không? Hả? Quần có tính không? Nhưng cứ để đi, để tôi xử lý cho. Đó, đại khái nó sẽ là như vậy. Các bạn kéo không đứt chân. Đây, cái lô này mới này. Không à. Vẫn muốn tìm cái đồ lân sư rồng. Rồi chuẩn luôn. Vẫn muốn tìm cái đồ lân sư rồng để xem là anh chú ấy bảo mới lắm. Lát cũ này. Ra nuôi lại. Đồ mình xử lý đèn trong máy, xử lý không kẹt máy hay là đồ trong khác. Xuất hiện từ 2014. À đúng rồi. Jetta vẫn còn hoạt động. À 2014. Áo đại hội. Hồi đấy là bây giờ mình vẫn còn cái phần đùi của cái áo này, của cái bộ này. À, ấm này, bộ ấm này. Rồi, tuyệt vời. Toàn đồ đẹp không? Không thể chê được, nó quá đẹp. Quá đẹp. Rất mới, thấy không? Mình chưa anh em. Anh em nào nhớ ra đồ này ghi mấy thằng Malai đó. Mấy thằng Indo Malai mà không, đồ đồ đó nó sẽ có gì mà. Đồ Malai này nó sẽ có cái cậu sau đó mà. Đồ này bạc màu, dự đoán là 2014 hoặc 2018. Mẫu này như 2018. Đúng rồi. Mẫu này có 2018. Ừ. Rồi, Puma. Cảm ơn anh em. Đây này. Hai màu ăn nước để tự xử nhé, không cho anh mới thấy đâu. Áo này cũng ấm này. Áo này cũng ấm này. Tôi chắc phải mở rộng phạm vi quá. Thay vì là áo thể thao thì cứ áo ấm nữa. Không thì mà bà con gửi đến tôi rồi thì là không lấy là phí nữa. Rồi nốt đi. Đây mở đây đi mình. Nốt cái này đi. À cái này không phải rồi, nó là kia. Nó cần giữ lại cái túi này không? Cái sâu cái này. Xe để ở đường mà đúng không? Ồ, vân sinh. Vân sinh. Cái gì đẹp thế? Và dân sinh hết nha. Cái này giống áo trẻ đội tuyển của muốn nào ta? Cú đậu. Nó non đấy. Ô cái này dân sinh mình ạ. Tức là cái dân sinh. Giờ thống nhất là tôi xử lý áo xong tôi bỏ vô cho ông nha. Chứ không quần rồi này đâu biết quần nào đâu, quần nào đâu. Đúng rồi. Nhưng mà cứ giặt luôn đúng không? Ừ, quần áo này mình sẽ giặt hết. Nhưng mà xong mình xếp cái quần riêng, quần áo mình sẽ bỏ vô bọc. Ok. Rồi, cơ bản xong. Hết chưa? Xong vui luôn ha, hai bên kia đi. Đi nào? Dạ, còn mình còn hai bên kia. Mình đánh nào. Thôi, nô thì mình lại. Đưa anh này. Rồi, thể thao, được không? Đúng bài, quá đẹp. Một giờ nốt phây, quá đẹp. Quá ấm. Áo khoác, năm sinh. Rồi, cơ bản
chuyến hàng này là có như vậy thôi. À còn đây nữa. À, lên đi rồi. Thấy mong mẹ. Phải đâu. Thay mặt. Đây là bình thường. Rồi. Cái này là phần của mình hơi cực ấy. Sao? Nhìn thấy nhiều là hơi oải ấy, cực á. Rút nhá. Ok. Chương trình nó nghĩa cái. Cái này gom lại đúng không? Ờ, đấy, đấy, đấy. Đấy thì về cơ bản là các máy của mình sẽ vận hành hết công suất này, anh em thấy không? Thế sau rồi là mình sẽ có trách nhiệm là phân loại ra cái nào mà đồ em xếp máy bộ đồ này vô đồ đúng ý thể thao thì mình sẽ để riêng, dân sinh thì sẽ để riêng. Ok. Ở trước mắt là như vậy đã. À, tối nay thì đi Gia Lai mình sẽ xin thêm ít đồ nữa về để nhờ Minh hỗ trợ giúp cho cái phần này. Này mà không có Minh nó cũng đuối. Đuối luôn. Hết rồi đấy. Rồi, xin chào anh em, bây giờ là chuột rút đây. Còn chuẩn bị lên xe để đi Gia Lai. Ờ, còn cái cổ truyền nè. Vô địch. Thực ra không tính đi, cho đến khi phát động cái chương trình này thì mình bảo không đi không được. Nên là hôm qua lại mò xuống Cần Thơ. Mục đích chính là xin đồ chứ còn cũng không có làm gì nhiều. Ủa còn giờ còn phụ trách xi lát quận 1 không? Hả? Giờ còn phụ trách quận 1 không? Không. Giao cho Nhã à? Giao cho Nhã. Mới bàn giao thôi gì? Ừ, giao hơn được năm rồi, để cho làm. Ừ, ok. Rồi. Rồi. Để bây giờ thôi. Ok, tạm biệt mọi người. Sẽ có những cái video tiếp theo về... cứ để dưới đấy mình ơi, cái này cứ để dưới đấy. Sẽ có những cái video tiếp theo về... công cuộc đi xin áo ở Gia Lai. 05 ở bên xe miền Tây đây. Mời hành khách đi đến cửa từ lúc 20 giờ 5 phút. Bây giờ vui lòng di chuyển ra xe 3 1 7 5 8 xe bắt đầu di chuyển đến cửa Tân Thành. Xin cảm ơn. Hủ tiếu, bánh canh, bánh mì, bánh bao. Đinh Nam Trung, bay bay, 1, lên chưa? Nice. Phòng 8, 258, 123. Để mà mai nữa chuyển chỗ này luôn, chuyển xe luôn, thể rồi đấy.
Mai đăng ký trong chuyển là mình để tấu. Trên đường dưới. 12 giờ 15 đang ở trạm dừng chân Rạng Đông. Mưa đến rồi, nhà thi đấu lên cửa phụ. Đây nè, gửi chưa? Sơi. Anh em đéo gì. Bán và bạn bè kia anh em gì. Nếu qua